kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ai sẽ là lãnh đạo Việt Nam sau 2 năm nữa? Bài viết của tác giả Kính Hòa được đăng trên trang Á Châu Tự Do. Nhân sự là một nội dung quan trọng trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra cuối năm 2018. Hội nghị này xem như là một hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây là một số ý kiến xung quanh tương lai của bộ phận lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới đây. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 được tổ chức vào cuối năm 2018, kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2018. Hội nghị này được công luận chú ý nhiều đến chi tiết các cán bộ cao cấp bị kỷ luật như ông Tất Thành Cang thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là Ủy viên Trung ương Đảng bị cách chức vì có liên quan đến những vụ bê bối về quản lý đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những tin tức đó phần nào che lấp đi một nội dung quan trọng khác của Hội nghị Trung ương 9, đó là việc chuẩn bị nhân sự cho tầng lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho giai đoạn sau năm 2021, tức là thời điểm tổ chức Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021. Theo những bản tin của Thông tấn xã Nhà nước Việt Nam đưa ra trong thời gian Hội nghị Trung ương 9, có hơn 200 cán bộ đảng được lựa chọn từ 250 người được các tỉnh thành và cơ quan đưa đến. Những người này, theo các bản tin của Nhà nước Việt Nam, đã được chọn lựa ở các cấp cơ sở vào tháng 11 năm 2018. Theo hai tác giả là Hào Hằng Hợp và Lại Lương Phúc, viết trên trang nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Uso Yaisak, Singapore, danh sách các ủy viên trung ương tiềm năng là 205 người. Theo báo chí Việt Nam, những người này sẽ được tiếp tục theo dõi và huấn luyện sau Hội nghị Trung ương 9. Bình luận về việc đưa ra danh sách ủy viên trung ương, tuy rằng không công bố cho công chúng, 2 năm trước khi bắt đầu Đại hội Đảng Toàn quốc, nhà quan sát chính trị trong nước là tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 như vậy là không có sớm. Thực ra việc chạy đua đã bắt đầu từ hồi năm 2017 rồi, và cuộc chạy đua này sẽ tăng tốc trong những kỳ hội nghị trung ương tiếp theo. Một nhà quan sát khác là tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore cũng cho rằng việc chuẩn bị nhân sự tại một kỳ họp giữa nhiệm kỳ như vậy là cũng bình thường như trước đây. Nhưng theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, danh sách 205 người vừa được xem xét là một danh sách có tên gọi là quy hoạch chiến lược. Lần đầu tiên một danh sách như vậy xuất hiện, đó là một điều mới. Điều đó có thể đưa đến nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lo lắng trước việc chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo tương lai của mình. Một câu hỏi thường hay được giới quan sát đưa ra sau những kỳ họp đảng quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai sẽ là người đứng đầu đảng, cũng như những chức danh thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội kèm theo, thường được gọi là tứ trụ. Các vị tứ trụ hiện nay chỉ còn tam trụ vì ông Nguyễn Phú Trọng đang cáng đáng hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước, thường được bầu lên từ Bộ Chính trị đương thời. Theo phân tích của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, giới hạn tuổi tác sẽ làm cho các vị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ về hưu vào năm 2021. Và như vậy, hai ứng viên hàng đầu cho chức tổng bí thư đảng có thể là hai ông Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, theo như ông Lê Hồng Hiệp, cũng chưa thể biết được và khả năng ông Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm dù đã quá tuổi vẫn có thể xảy ra, như trường hợp ông Đỗ Mười vào Đại hội Đảng lần thứ 8. Ông Phạm Chí Dũng đồng ý rằng chuyện sửa lại luật đảng để cho ông Trọng nắm quyền thêm vẫn có thể xảy ra. Ông Hà Hoàng Hợp cũng đồng ý là khả năng đưa ra tiêu chuẩn áp dụng cho chức vị Tổng Bí Thư một cách riêng biệt vẫn có thể xảy ra. Quan sát những hoạt động trong nước của các vị lãnh đạo Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng đưa ra một nhận xét khá thú vị, dù ông không muốn đưa ra kết luận gì. Cũng nên lưu ý là trong thời gian gần đây, những hoạt động của ông Nguyễn Xuân Phúc trở nên rộn rã hơn, những hoạt động đi đến các địa phương. Nhiều người cho rằng ông Phúc đang tự vận động cho mình để tiến tới Đại hội 13. Trong những hoạt động đó, ông Phạm Chí Dũng đưa ra một cuộc thăm viếng Tổng cục 2 là cơ quan tình báo của quân đội, là lạ và quan trọng vì nó nằm ngoài chức năng điều hành kinh tế của ông Phúc. Theo ông Phạm Chí Dũng, cơ quan Tổng cục 2 là rất quan trọng trong chính trường Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cơ quan tình báo của Bộ Công an đã bị giải tán. Một điều rất đáng chú ý trong bộ máy chính trị Việt Nam hiện nay là 3 cái ghế trống trong Bộ Chính trị, cơ quan có quyền lực cao nhất Việt Nam hiện nay. 3 chiếc ghế đó là ông Đinh La Thăng, bị bắt về tội tham nhũng vào tháng 12 năm 2017. Ông Đinh Thế Huynh chính thức nghỉ bệnh vào tháng 3 năm 2018 và ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, mất vào tháng 9 năm 2018. Qua các kỳ hội nghị trung ương, các chiếc ghế này không được bầu bổ sung. Người đưa ra nhận xét này đầu tiên là tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Ông cho rằng, với việc thiếu vắng 3 người như vậy,
cuộc đua vào vị trí tối cao vào năm 2021 có thể sẽ đơn giản hơn. Ông Phạm Chí Dũng thì đưa ra nhận xét khác. Ông cho rằng đó là thủ đoạn chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng muốn để ba chỗ trống, tạo nên sự tranh giành từ dưới lên để ông có thể dễ dàng kiểm soát hơn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không phải là Tập Cận Bình? Bài viết của tác giả Hoa Nghi được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Những đối sánh sai dựa trên sự hiểu lầm cơ bản về khả năng và giới hạn của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam có giống hay khác Tổng Bí thư Tập Cận Bình vẫn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi và bàn luận. Mới đây, cây viết David Hurst của tờ The Diplomat đã dẫn chứng những điểm mà ông cho rằng khác biệt nhất và tạm rời bỏ xuất thân và kinh nghiệm chính trị của hai ông, mà trong đó ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ yếu thế hơn, khi mà ông chỉ chăm chăm lo công tác biên tập tờ tạp chí Cộng sản, trong khi Tập Cận Bình từ các chức vụ trong quân đội và chính quyền và từ cơ sở lên đến trung ương. Sự khác nhau, nhiều người đánh giá sự kiêm nhiệm vai trò Tổng Bí thư và Chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy tính quyền lực rất lớn, thậm chí là vượt cả cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nhưng điều này theo cây bút David Hurst là sai lầm. Vì ông Lê Duẩn đã thay đổi chính sách đảng về chiến tranh toàn diện ở miền Nam Việt Nam, trong khi ông Trọng vẫn phải vật lộn với kiểm chế tham nhũng. Quay trở lại với sự đối sánh, nếu Tập Cận Bình của Trung Quốc rõ ràng nắm giữ vị trí thống trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành một lãnh tụ tối cao và cốt lõi. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc có một lịch sử lâu đời hơn để đặt quyền lực vào tay một người hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trọng đã 74 tuổi và tại Đại hội Đảng năm 2016, ông đáng lẽ phải được miễn nhiệm. Tuy nhiên yếu tố thời cuộc đã giúp ông ta vượt quá giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên ông Trọng gần như chắc chắn phải từ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào năm 2021. Ngược lại, Tập Cận Bình ở độ tuổi 65 và không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn từ bỏ và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể ép buộc ông ta phải từ chức. Thứ hai, Nguyễn Phú Trọng, giống như tất cả các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khác, đã không nuôi dưỡng sùng bái cá nhân. Người lực dịch cho rằng điều này có vẻ sai lệch trong thời gian gần đây. Ít nhất đã bắt đầu xuất hiện những bài viết nịnh bợ, thậm chí là quan điểm Tổng Bí thư phải là người Bắc có lý luận, cũng hàm ý là như vậy. Trong khi đó, Tập lại đang hướng trở thành trung tâm hàng ngày của các tờ báo Trung Quốc. Một khác biệt khác là tham vọng của họ. Tập Cận Bình muốn thay đổi Trung Quốc, trong khi Nguyễn Phú Trọng vẫn xuất hiện chủ yếu là cam kết thay đổi đảng. Theo một nghĩa nào đó, Trọng khá trung thần. Mục tiêu của ông ta là làm sạch đảng thông qua một chiến dịch chống tham nhũng hoành tráng, thanh lọc đảng viên thông qua một chiến dịch đạo đức, phân cấp quyền lực từ các tỉnh tới Hà Nội và đảm bảo đảng duy trì tính hợp pháp giữa công chúng, thông qua tăng trưởng kinh tế và duy trì một hiện trạng ổn định. Nhưng Nguyễn Phú Trọng thực sự không có bất kỳ ý tưởng chính sách mới lạ nào bên ngoài cách thức hoạt động của đảng. Cải cách kinh tế và tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước đã tiếp tục ở mức tương tự như trước năm 2016, bất đồng chính kiến được khắt khe hơn. Nhưng điều này không có gì mới mẻ ở Việt Nam. Số phận của Nguyễn Phú Trọng sẽ phụ thuộc vào cách ông ta chiếm lĩnh được Ủy ban Trung ương đến đâu. Đây là cơ quan đã nhất trí đề cử ông Trọng cho chức chủ tịch nước, nhưng sẽ nhầm lẫn khi nghĩ rằng tất cả 180 người đều sẽ giữ vững điều này. Trước đó, nhiều thành viên Trung ương Đảng đã nhận được sự bảo trợ của Dũng, đối thủ của Trọng năm 2016. Các thành viên khác của Ủy ban Trung ương cũng có mâu thuẫn với cuộc thanh trừng chống tham nhũng của Trọng. Một số đã bị sa thải vì yếu tố này. Chúng ta cũng đừng quên vào tháng 5 năm 2013, Ủy ban Trung ương bác bỏ đề cử của Trọng cho hai ứng cử viên Bộ Chính trị và thay vào đó đề cử các ứng cử viên riêng của mình. Và ông Trọng nhận thức được điều này khi tìm cách gia tăng quyền lực của Bộ Chính trị lên trên Ủy ban Trung ương. Và nó biểu hiện điều gì? Một là khi Ủy ban Trung ương vẫn còn giữ được lá phiếu quyết định, thì chức vụ mà ông Trọng nắm giữ vẫn chỉ là một giải pháp tạm thời. Theo ông David, thì đó là cách thức mà Ủy ban Trung ương tìm cách trung hòa các mâu thuẫn và căng thẳng trong đảng bằng một cá nhân tạm đủ và uy tín. Thứ hai, việc ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức chủ tịch nước tưởng chừng như một cách nối đuôi lãnh đạo suốt đời của Tập Cận Bình. Tuy nhiên, giải pháp này có thể tạm thời vì đến nay vẫn chưa có một động thái nào cho việc sửa đổi hiến pháp để hợp thức hóa thủ tục một cá nhân nắm hai chức vụ, mặc dù báo chí liên tục đăng tải về trạng thái này trong thời gian gần đây. Và như thế, ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ tạm thời và có thể xuống vào năm 2021 sau khi nội bộ đảng tạm yên. Thứ ba, sự đi xuống và mô hình chính kiến cải thiện của Nguyễn Phú Trọng cũng cho thấy tính đảng của ông ta rất lớn và tầm nhìn trong đảng
với sự cải cách của ông ta chỉ là nhằm duy trì sự tồn tại bằng được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này trở nên mâu thuẫn khi mà trọng tâm phát triển giờ đây lại đặt sang Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì đất nước. Vì khác Trung Quốc nên chẳng thể mơ mộng quá nhiều về việc Việt Nam sẽ phát triển kinh tế như Trung Quốc, hay là đại loại như vậy, ngay cả khi áp đặt một cách sơ cứng vấn đề đặc khu vào trong quốc gia. Cuối cùng cũng có thể xem xét vai trò của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian giữ quyền tạm thời chủ tịch nước là thúc đẩy nhanh chống tham nhũng, nhưng đi kèm đó là thanh trừng phe phái, dọn đường cho đội ngũ nhân sự của mình và trong đảng. Đồng thời với vai trò chủ tịch nước, ông ta có thể thiết lập các bộ khung luật nhằm bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hay đúng là giữ cho bằng được sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới mác bảo vệ chế độ. Điều này liệu có làm nên một trung thần hơn là một ái thần Nguyễn Phú Trọng? Luật bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội chính thức thông qua hôm 15 tháng 11 năm 2018 với gần 92% đại biểu tán thành. Luật mới quy định các bí mật trong 15 lĩnh vực. Đáng chú ý, trong danh mục được đưa vào bí mật quốc gia, có những thông tin về thân thế và bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước, chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về đối nội, đối ngoại. Từ xưa đến nay, tình hình sức khỏe lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam vẫn là điều bí mật dù chưa được luật hóa. Mỗi khi có vị lãnh đạo nào vắng mặt ở các sự kiện cấp quốc gia hay có vị nào ra nước ngoài, thì lập tức người dân bàn tán về tình hình sức khỏe của họ. Chẳng hạn như cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hay gần đây nhất là cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bác sĩ Đinh Đức Long, một trung tá quân đội đã từ bỏ đảng cho RFA biết. Thì thực ra bây giờ họ mới công khai nói cái điều đó, chứ từ xưa nay vẫn là bí mật trên thực tế tại Việt Nam. Thực tế Việt Nam xưa nay đều là bí mật hết. Vì họ có lý do của họ, một là như họ coi là về công dân thì công dân quyền bí mật riêng tư. Thế nhưng ở công dân này là công dân là của công chúng, là lãnh đạo là của công chúng. Lẽ ra người dân có quyền giám sát, không những giám sát hành vi của ông ấy, giám sát sức khỏe. Ở các nước dân chủ thì công chúng có quyền giám sát. Nhưng Việt Nam thì trên thực tế phải ngược lại. Ngay cả những cái vậy công khai người ta vẫn là bí mật, nhưng vẫn phiên tòa gọi là công khai. Thực chất là công khai, không có ai được vào đâu. Thế cho nên là Việt Nam thì ngay cả có luật người ta không làm. Nữa là chưa có luật thì thực tế họ vẫn làm, họ vẫn bí mật. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thì cho rằng vai trò của lãnh đạo hay nguyên thủ quốc gia hết sức quan trọng. Khi tình hình sức khỏe chưa có kết luận rõ ràng mà tung tin không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến vai trò, vị trí của người lãnh đạo. Cho nên vấn đề này cũng cần phải đưa vào diện bí mật để đảm bảo cho lãnh đạo yên tâm. Không những lãnh đạo mà người dân cũng vậy thôi. Đó là những vấn đề cá nhân thì không nên công khai. Ông cho biết thêm. Vâng, thì cái này thì nó đã có quy định của cái hiến pháp, của pháp luật, bây giờ chỉ vận dụng vào cái luật này thôi. Chỉ là cái sức khỏe của các nhà lãnh đạo thì nó được nằm trong cái phạm vi phải giữ bí mật, thì nếu như là công khai thì theo tôi nghĩ là nó cũng không có lợi cho các cái việc điều hành hay là dư luận. Cựu đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông nhận định rằng không phải là tất cả các chủ trương, đường lối của đảng hay chính sách của nhà nước đều là bí mật. Quốc hội cũng đã cân nhắc để giới hạn những gì thuộc về phạm vi bí mật, những gì có thể công khai. Trong cái vấn đề này thì nó liên quan đến thể chế của nước Việt Nam, bởi vì những cái vấn đề mà chủ trương mà đang nghiên cứu hoặc là nó có ảnh hưởng đến cái an ninh quốc gia hoặc là cái lợi ích của quốc gia đó, thì nếu như mà mình mà công khai lộ ra ngoài á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lợi ích quốc gia hay là cái an ninh của quốc gia. Nên là cái vấn đề này là phải giữ trong cái phạm vi bí mật. Tôi có chỉ các nước trên thế giới cũng thế thôi, bởi vì không phải những các cái vấn đề gì của đất nước mà liên quan đến an ninh quốc gia hay là cái lợi ích quốc gia, hoặc là nó đang trong cái quá trình mà nghiên cứu trong cái phạm vi hẹp mà lại công khai ra thì nó không có lợi. Bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng luật này được thông qua có nhiều mục đích. Họ làm cái này họ có nhiều mục đích, các chị ạ. Một cái là che giấu cái hành động khuất tất của họ.
Ví dụ như tôi nói hiệp định biên giới trên bộ trên biển Việt Nam Trung Quốc đến bây giờ công khai đâu? Paris, hiệp định Geneva được công khai toàn dân biết. Tại sao hiệp định này không công khai? À đấy, thì tôi nói là như vậy là họ có mục đích hết. Thứ hai, họ dùng cái này ấy, để những người nào mà đòi hỏi thì không có cái cơ sở đòi hỏi, họ đang trùng bí mật. Và thứ hai, anh nào mà biết mà để lộ ra, họ dùng cái luật này họ bỏ tù, để tiết lộ nước quốc gia. Cho nên họ đưa cái này nó mờ mờ ảo ảo, mà họ sẽ áp dụng sao cho có lợi nhất cho họ. Là một trung tá quân đội, ông hiểu rằng trong chiến tranh thì các chiến dịch quân sự phải bí mật. Thế nhưng tiêu chí bí mật không thể áp dụng trong lĩnh vực khác, chẳng hạn như dự án, kinh tế hay điện hạt nhân. Những điều đó phải công khai cho dân biết để phản biện vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Ông cho rằng hiện ở Việt Nam không có tam quyền phân lập, cho nên không ai giám sát ai và mọi thứ rất nhập nhằng, ông nói. Người ta có cái danh mục cái gì là bí mật, cái gì không bí mật. Thế nhưng mà lẽ ra người ta phải luật hóa là gì? Cái nào có tiêu chí của bí mật thì mới được. Chứ họ lợi dụng bí mật này để họ che giấu những hành động mờ ám, những chính sách mờ ám mà để phục vụ cho lợi ích nhóm, chứ không phải lợi ích dân tộc. Cái sự cần che đậy và lợi cho họ để che. Còn cái gì mà có hại cho người khác, thậm chí hại người dân mà phải lợi cho họ, họ vẫn cứ làm như không. Thì cái đấy là, thì tôi nghĩ là phải có một cơ chế nào kiểm soát họ, luật hóa kiểm soát họ. Thế thực tế bây giờ thì nó nhập nhằng lắm chị ạ. Nhập nhằng lắm, thế nào gọi bí mật? Rất khó. Cho đến hôm nay, người dân Việt Nam vẫn mong chờ nhà nước công khai hóa nội dung và các thỏa thuận của Hội nghị Thành Đô, cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam Trung Quốc trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, Trung Quốc. Phái đoàn Việt Nam do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Văn Linh dẫn đầu. Vì không công khai, cho nên có nhiều thông tin chưa rõ ràng và có những nghi ngờ từ người dân về những thỏa thuận không có lợi cho phía Việt Nam. Theo luật mới, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng, chưa được công khai. Nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Sao phải bí mật thân thế sự nghiệp lãnh đạo đảng, nhà nước? Bài viết được đăng trên trang Á Châu Tự Do. Theo điều 7 của dự thảo luật bảo vệ bí mật nhà nước, những thông tin như thân thế sự nghiệp lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc phòng an ninh, đất đai, địa chất, biển, công nghiệp, thương mại và những thông tin bí mật nhà nước. Luật sư Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tại buổi thảo luận cho rằng, điều này sẽ lợi bất cập hại khi chủ trương chính sách đối nội và đối ngoại cần phải được phổ biến công khai và rất nhiều thông tin không thuộc về nhà nước, thì nay lại quy định là thông tin mật. Ngoài ra, vị đại biểu này còn nhấn mạnh rằng thân thế sự nghiệp lãnh đạo đảng, nhà nước phải tuyên truyền, phổ biến để cho người ta học tập, hay lĩnh vực ngân hàng, tài chính cần phải công khai nhanh và rộng, thì dự luật lại quy định là thông tin mật. Do đó, ông đề nghị cần phân định rõ ràng đâu là tin mật và đâu là bí mật nhà nước. Đồng ý với ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng, đề xuất bí mật nhà nước thì cũng hoàn toàn hợp lý, nhưng vấn đề là cách tiếp cận, ông cho biết. Bởi vì vừa rồi Quốc hội mới thông qua quyết định về quyền thông tin, thì việc bảo vệ các thông tin bí mật nhà nước nó như là mặt đối ngẫu với luật về quyền tiếp cận thông tin. Nhưng chỉ có điều như thế này là chúng ta cần xác định rõ thông tin nào là thông tin mật và thông tin nào không được coi là mật thì lúc đó người dân được quyền tiếp cận. Ngoài ra, giáo sư Đặng Hùng Võ còn nhấn mạnh với chúng tôi rằng nếu không xác định rõ phạm vi thông tin thì rất khó để thực hiện quyền được tiếp cận thông tin. Tôi cho rằng nếu ta đưa ra quyền tự do tiếp nhận thông tin mà không xác định phạm vi bí mật thì nó dẫn tới sẽ rất khó thực hiện cái luật về quyền tiếp cận thông tin. Bởi vì chỉ cần một đơn vị cấp nào đó đóng dấu đây là tài liệu mật thì ngay lập tức quyền tiếp cận thông tin sẽ đầu hàng ngay. Một ý kiến khác được nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ với chúng tôi rằng ông rất bất ngờ vì dự luật quá vô lý và nó sẽ là một tiền đề cho sự thiếu minh bạch của các cấp chính quyền. Tôi nghĩ rằng qua những lần bầu cử của những nước dân chủ như Mỹ và châu Âu và một số nước khác thì tất cả mọi chi tiết đó đều phải công khai về thân nhân của những người là ứng cử viên của chức vụ nào đó. Nên tôi không hiểu vì sao nhà nước này lại đưa ra một dự thảo kỳ quặc đến như vậy. Nó đi ngược với xu thế văn minh của thời đại. Nhà báo Võ Văn Tạo còn cho biết thêm, theo quy luật chung về việc phát triển của các quốc gia, càng minh bạch bao nhiêu thì càng hiệu quả trong việc quản lý kinh tế và đời sống xã hội sẽ phát triển bấy nhiêu. Còn thiếu minh bạch thì những hệ lụy tiêu cực khác như tham nhũng, hối lộ và công bằng xã hội không thể nào ổn định được. Đồng ý với nhà báo Võ Văn Tạo, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn cho rằng, dự luật bảo vệ bí mật nhà nước không nên có vùng cấm, ông lập luận.
bởi vì tất cả những đối tượng đó sẽ nắm vận mệnh quốc gia và người dân khi bầu họ cần biết người nắm vận mệnh quốc gia là người như thế nào. Cho nên, chia ra đối tượng bí mật và không bí mật như vậy thì hoàn toàn không hợp lý. Luật sư Đặng Đình Mạnh tỏ ra quan ngại nếu như dự luật bảo vệ bí mật nhà nước được thông qua mà không có những sửa đổi, các bất hợp lý được nêu ra. Ông cho rằng cần công khai để người dân tiện theo dõi. Bằng không, nỗ lực chống tham nhũng lâu nay của chính quyền coi như vô ích. Vị luật sư này chia sẻ với chúng tôi, bởi vì những người tham nhũng và những người có chức có quyền, nên nếu giữ hết bí mật về thông tin của họ, thì làm sao có cơ sở như thế nào mà chống tham nhũng được. Điều thứ hai, những người được ứng cử vào các chức vụ của chính quyền, thực ra theo thông lệ thế giới, thì những thông tin của họ là những thông tin công khai và mọi người dân phải được biết, nhất là các cử tri họ phải biết để họ bỏ phiếu. Họ bầu cho người đó như thế nào, có đáng tin cậy hay không, rồi họ vào chức vụ đó có thích hợp hay không. Tất cả những điều đó, nếu đưa vào bí mật, thì giống như đánh đố cử tri là họ bầu mà họ không biết người mà họ bỏ phiếu cả. Nên điều đó rất là vô lý. Ngoài những nội dung dự luật vừa nêu, các đại biểu Quốc hội còn phản ánh cho rằng lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai cũng được đưa vào dạng thông tin mật là quá rộng. Bởi vì trong bối cảnh hiện nay, rất nhiều đơn khiếu nại tố cáo của người dân liên quan đến đất đai và môi trường. Nên quy định này thông qua thì khiếu nại của người dân bao giờ mới được giải quyết. Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai tuy cũng cần có một số thông tin bí mật, nhưng không phải là gom tất cả lại thành một, như ý kiến của giáo sư Đặng Hùng Võ. Hiện nay, nhiều bản đồ vẫn được coi là bí mật, mà trong thời đại kỷ nguyên thông tin mà bản đồ coi là bí mật thì chúng ta không làm được gì nữa. Ví dụ bản đồ quân đội là mật hoàn toàn thì đồng ý. Còn các bản đồ bình thường, để người dân vào công tác đất đai phát triển kinh tế thì sao lại cho là mật? Tôi cho là cần thiết, nhưng phải làm thế nào để không làm hại đến quyền tiếp cận thông tin? Quan ngại của ông Đặng Hùng Võ được chính các đại biểu Quốc hội chia sẻ vì luật tiếp cận thông tin mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Và theo kế hoạch, dự luật bảo vệ bí mật nhà nước sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào cuối kỳ họp này trong tháng 11 tới đây. Đề xuất đưa thông tin thân thể lãnh đạo đảng, nhà nước vào diện mật, bài viết được đăng trên trang VN Express. Góp ý kiến về dự luật bảo vệ bí mật nhà nước chiều ngày 25 tháng 10, các đại biểu Quốc hội quan ngại phạm vi quy định bí mật nhà nước, thông tin mật hiện quá rộng. Theo Điều 7 dự thảo luật, những thông tin như thân thế, sự nghiệp lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc phòng, an ninh, đất đai, địa chất, biển, công nghiệp, thương mại là thông tin bí mật nhà nước. Ông Trương Trọng Nghĩa nói sẽ lợi bất cập hại khi những chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại đáng lý cần tuyên truyền, phổ biến công khai và nhiều thông tin thuộc về nhà nước, thì nay quy định là thông tin mật. Thân thế sự nghiệp lãnh đạo đảng, nhà nước phải tuyên truyền, phổ biến để cho người ta học tập. Hay lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhiều lúc cần phải công khai nhanh, rộng, thì dự luật lại quy định là thông tin mật, ông nói. Vì thế, ông đề nghị phân định rõ ràng đâu là tin mật, đâu là bí mật nhà nước. Nếu làm không khéo, mở quá rộng hoặc đóng quá chặt thì không ai dám làm gì cả, không ai dám phổ biến gì. Ông đặt vấn đề và tỏ ý e ngại. Dự luật nếu được áp dụng sẽ tác động nhiều chiều tiêu cực ngoài ý muốn. Đại biểu thành phố Hồ Chí Minh ví dụ, khi tìm hiểu nhiều thông tin về Việt Nam, ông buộc phải tra cứu lấy từ các trang nước ngoài bởi họ công khai dữ liệu, trong khi đó ở Việt Nam lại quy định là bí mật nhà nước. Nếu quy định cứng như vậy trong luật thì tôi rất e ngại. Cộng đồng doanh nghiệp làm ăn ở Việt Nam, họ rất ngại khi đàm phán, thương lượng, trao đổi tài liệu qua lại. Như thế có hợp lý hay không, hay sẽ cản trở giao tiếp, lưu chuyển thông tin, cản trở phát triển kinh tế xã hội? Ông Nghĩa phân tích tiếp. Đồng tình, ông Phạm Như Hiệp đề nghị quy định rõ chức danh của lãnh đạo đảng, nhà nước và nội dung nào là mật khi đề cập đến thân thế lãnh đạo. Ông Hiệp cũng góp ý bỏ quy định thông tin sức khỏe cán bộ lãnh đạo là mật. Do luật khám chữa bệnh có điều khoản liên quan giữ bí mật thông tin người bệnh, nên việc đưa thêm điều này vào dự luật bảo vệ bí mật nhà nước là không cần thiết. Bà Trần Thị Quốc Khánh cho rằng, phạm vi điều chỉnh dự luật này cũng đang vênh tới luật tiếp cận thông tin vừa có hiệu lực đầu tháng 8 năm 2018. Lấy ví dụ thực tế từ phản ánh của doanh nghiệp, bà Khánh nêu, trong khi doanh nghiệp các nước đều tiếp cận được với nội dung hiệp định thương mại mà nước họ đang đàm phán, sắp ký kết để xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh, thì Việt Nam lại đưa vào danh sách bí mật thông tin. Doanh nghiệp Việt Nam đã yếu đuối, lại khó tiếp cận thông tin, khó khăn trong xây dựng kế hoạch kinh doanh hội nhập quốc tế, bà nhấn mạnh. Hoặc lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai được liệt vào danh sách bí mật nhà nước cần bảo vệ, trong khi 70% khiếu nại tố cáo hiện liên quan tới lĩnh vực này.
Quy định như vậy, những vụ việc như Thủ Thiêm, người dân sẽ không thể tiếp cận được thông tin liên quan tới bản đồ do nằm trong danh sách thông tin mật. Như thế, biết bao giờ khiếu nại của người dân mới được giải quyết, bà nói thêm. Đại biểu thành phố Hà Nội đề nghị ban soạn thảo cụ thể hóa lĩnh vực đất đai nào cần đóng dấu mật hoặc công khai, chứ không nêu chung chung. Trước ý kiến các đại biểu cho rằng phạm vi bí mật nhà nước quy định rộng, trừu tượng, hơi chung chung, ông Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, cơ quan thẩm tra dự luật lý giải, phạm vi bí mật nhà nước là những thông tin quan trọng, chưa được công khai. Nếu lộ thì ảnh hưởng đến quốc gia, dân tộc. Dự luật đưa ra 15 vấn đề chung, trên cơ sở đó giao chính phủ quy định chi tiết. Ban soạn thảo sẽ rà soát để đảm bảo nguyên tắc bí mật nhà nước nhưng không ảnh hưởng gì đến các hoạt động khác. Chốt lại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị nhận xét dự thảo luật quy định 15 lĩnh vực để xác định bí mật nhà nước là phù hợp. Tuy nhiên, ông đề nghị ban soạn thảo rà soát để đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quyền tiếp cận thông tin, tránh việc mật hóa gây khó khăn cho tổ chức cá nhân, đồng thời phải khả thi và thống nhất. Đây là lần thứ hai Quốc hội thảo luận về dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước, trước khi thống nhất thông qua vào cuối kỳ họp thứ 6. Ba con gà mái và ngày tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang blog cá nhân của ông. Chuyện xưa kể rằng, bà mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm là một người phụ nữ có chí rất lớn. Lúc đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm còn nhỏ. Bà đã dạy dỗ huấn luyện với cách sau này, mong muốn cho Nguyễn Bỉnh Khiêm làm vua trong thiên hạ. Truyền rằng khi Khiêm còn bé, bà dạy Khiêm bằng câu ca dao, bống búng bong bang, ngày sau con lớn, con tựa ngai vàng. Ông bố nghe thế sợ quá mới sửa lại rằng, bống búng bong bang, ngày sau con lớn, con vịn ngai vàng. Bà mẹ thấy thế của chồng, nuôi con dạy nó làm cha thiên hạ, ai lại đi dạy nó làm đầy tớ nhân dân như thế bao giờ? Chuyện xưa là như thế, Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng dạ, thông minh lẫy lừng kim cổ. Rốt cuộc, trốn quan trường chẳng đâu vào đâu. Gần 500 năm sau, ở Đông Hội, Đông Anh, có một bà mẹ cũng chí khí như bà Nhữ Thị Thuần, thân mẫu của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bà mẹ này có đứa con tên là Nguyễn Phú Trọng. Ngày ấy chiến tranh ác liệt, trường Đại học Tổng hợp Văn Hà Nội sơ tán lên trên Thái Nguyên. Nhiều sinh viên khoa văn tổng hợp phải điều vào chiến trường. Nghe tin ấy, bà mẹ hốt hoảng. Bà liền lên thăm con trai, mang theo 20 quả trứng gà. Không muốn con trai của mình biết, bà gặp bạn học của nó là Dương Đức Quảng. Nhờ dẫn đến gặp trưởng khoa. Gặp trưởng khoa của con trai mình, bà mẹ biếu 20 quả trứng gà mang theo. Ngày ấy thế là quý lắm. Ông trưởng khoa hỏi thăm gia cảnh nhà bà, khen cháu Trọng hiền lành, rồi nhận 20 trứng mà bà mẹ nói là gà nhà đẻ. Ông khen, toàn là trứng tươi, gà nhà bà đẻ tốt quá. Giá như có gà đẻ để cải thiện bữa ăn thì cũng tốt. Là người thông minh, bà mẹ hiểu ý người thầy của con mình. Bà nói, đàn gà nhà em nó đẻ nhiều lắm, ăn không hết, để em mang biếu bác mấy con nuôi cải thiện. Bà tức tốc đạp xe mấy chục cây số về nhà, bắt 3 con gà mái đẻ nhốt vào bu. Sáng hôm sau, bà vội vã đạp xe lên trường con, gặp vị trưởng khoa. Đến năm 1967, chiến tranh ác liệt, trường điều động sinh viên đi vào Nam. Bạn cùng khóa với Trọng, nhiều người đã phải vào Nam chiến đấu và hy sinh. Có người bây giờ vẫn còn sống. Trong số còn sống đó có Dương Đức Quảng và Vũ Duy Thông. Hai người này xét về mặt tài năng thì vượt trội Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lần. Trọng nhờ 3 con gà mái của mẹ được nhà trường kết nạp vào đảng và không phải bị ra chiến trường. Con đường quan lộ của Trọng bình yên và êm ả, không gặp gian nan nguy hiểm như bao người cùng trang lứa. Bởi êm ấm như thế, nên Trọng đã rất coi thường những lãnh đạo nào từng phải vào sinh ra tử. Trọng coi đó là lũ võ biển, không nho nhã như Trọng. Dương Đức Quảng tài hoa và khái tính, con đường sự nghiệp của ông gian nan với nghiệp nhà báo. Còn Vũ Duy Thông khéo léo hơn, nhờ ảnh hưởng của Trọng cũng kiếm được chút danh giá sau này. Bước ngoặt đổi đời của Nguyễn Phú Trọng chính là những năm tháng ác liệt hồi năm 1967, khi mọi người khác bị điều vào chiến trường hứng bom đạn. Trọng nhàn nhã được vào đảng và được phân về công tác tại tờ báo chính của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, cứ êm đềm leo lên đến chức Tổng Bí Thư rồi kiêm luôn cái chức Chủ tịch nước. Nhớ lại chuyện này, ngày nay mấy bạn học của Trọng gặp nhau vẫn đùa rằng ngày ấy nếu không có 3 con gà mái thì chúng ta đâu có vị Tổng Bí Thư và vị Chủ tịch nước lỗi lạc như bây giờ. Có khi đến bây giờ, Nguyễn Phú Trọng không biết lý do vì sao y được nhà trường kết nạp đảng.
Có khi cho đến bây giờ, Nguyễn Phú Trọng vẫn không biết rõ lý do vì sao được nhà trường kết nạp đảng vào ngày đó. Vì bà mẹ Trọng giấu biệt cái chuyện ấy, nên Trọng vẫn tự hào về mình là người xuất chúng hơn tất cả đám bạn, cho nên mới thành người đứng đầu đảng như hôm nay. Cuộc đời có những khoảnh khắc mà chỉ cần một tác động nhỏ có thể khiến cho người ta đổi hướng thành vua của một nước hay thành một nhà báo quèn, một nhà thơ con cóc. Chớ trêu thay, những tác động ấy không cần đến cái gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là tấm lòng của bà mẹ với ba con gà mái mà thôi. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, nhớ đến hành động thương con đạp xe đi về mấy chục cây số trong những năm tháng chiến tranh của bà mẹ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta nên vinh danh bà là người phụ nữ Việt Nam xuất sắc nhất trong thế kỷ 20. Cảm ơn bà chỉ vì với ba con gà mái, bà đã để lại cho đất nước này một vị Tổng Bí thư, một vị chủ tịch nước anh minh, lỗi lạc nhất mọi thời đại. Nguyễn Phú Trọng truyền kỳ năm, bài viết của tác giả Người Buôn Gió. Bấy giờ bên Tàu xảy ra chuyện lớn, Tập Cận Bình lên ngôi Tổng Bí thư, kiêm luôn cái chức chủ tịch nước. Trọng thấy thế thì muốn làm theo lắm. Ngặt một nỗi khi trước, Trọng có giao ước với Trung ương rằng mình ở lại chẳng qua là bất đắc dĩ thôi, muốn đào tạo người kế nhiệm cho ổn định, sắp xếp người kế nhiệm xong thì về. Trong Bộ Chính trị khi ấy có Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc là những người kế nhiệm hàng thứ nhất. Bọn còn lại mới vào như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính thuộc hàng thứ hai, bọn kế nhiệm hàng thứ ba thì nhiều không tính hết. Như lệ thì trong đám bọn An Nam nào được chọn vào vị trí chủ chốt trong Đảng Cộng sản đều phải qua Tàu chầu kiến. Thiên triều Tàu có cách cai trị bọn chư hầu độc đáo từ xưa, đó là bắt các chư hầu phải dùng yến tiệc có chứa chất độc, chư hầu phải dùng để tỏ lòng trung thành. Hàng năm thiên triều phái sứ thần sang An Nam mang thuốc giải độc. Quan lại chư hầu sau khi bị đánh thuốc, biết điều mềm mại thì hàng năm có thuốc giải. Nếu cứng đầu sẽ không được nhận thuốc giải, tự khắc vài tháng sau sẽ phát bệnh mà chết. Bọn kế nhiệm hàng thứ hai và thứ ba của An Nam đều xuất sáng sang Tàu sớm để tỏ lòng thành như Trọng, Phúc, Chính, Vượng. Tháng 10 năm 2016, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh sang Tàu làm lễ nhập thuốc, Tập gọi Huynh đến phòng riêng và nói: cùng quê với ông có thằng Đinh La Thăng, xưa nay hỗn láo với thiên triều, kích động dân chúng, ảnh hưởng không tốt đến quan hệ thiên tử và chư hầu. Bên ngoài lợi dụng kích động dẫn đến hậu quả không tốt. Tại sao ông chần chừ không quyết đề nghị xử lý của ông Trọng? Huynh nghe lệnh trở về nước, nhưng tình nghĩa với Thăng sâu nặng. Mấy lần ý kiến của Trọng và bọn Chính Vượng đưa ra để Ban Bí thư duyệt đều bị Huynh lần trần không quyết. Trọng biết việc này không loại Huynh thì không xong, bèn sai Chính âm thầm đi sang Tàu, mang theo sớ, tố cáo việc Huynh không có ý dây dưa hợp tác triệt Đinh La Thăng. Vài tháng sau, Huynh chớm phát bệnh. Trọng bảo bọn Hồ Mẫu Ngoạt đưa tin ra ngoài, phao rằng Huynh bị bệnh nặng, đồng thời phế truất Huynh, lập tức đưa Trần Quốc Vượng lên thay. Đinh Thế Huynh là người Nam Định, có đầy đủ tiêu chí để làm Tổng Bí thư như là người có lý luận chính trị, người miền Bắc, về tai tiếng tham nhũng thì hầu như không có, hoặc là ít hơn các ủy viên Bộ Chính trị khác, thậm chí là còn ít tai tiếng hơn cả Nguyễn Phú Trọng. Tính Huynh thì khá hiền lành, vô hại, vì thế Trung ương không ai có ác cảm với Huynh cả. Lại từng là người chọn nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị khóa 11 do được đại hội bầu, tư cách hơn những bọn khác được bầu bổ sung sau này do phe phái nổi lên như Nguyễn Xuân Phúc. Vì thế uy tín của Huynh khá cao. Bọn Tập lo ngại việc Huynh làm Tổng Bí thư, Quang làm Chủ tịch nước và Đinh La Thăng có thể làm Phó Thủ tướng, sẽ trở thành bộ ba khó kiểm soát được. Bọn Trọng Phúc đương nhiên không muốn các nhóm khác cướp quyền lực. Bởi thế bên trong đối nội, bọn Trọng Phúc cho người khuấy đảo dư luận, tung tin Quang Thăng tham nhũng, lợi ích nhóm để cho dân chúng căm ghét. Chúng dựng những bằng chứng tố cáo Thăng, Quang, Huynh có ý muốn thân phương Tây để đến tai Tập Cận Bình. Người ta có thể thấy rõ luận điệu của bọn Trọng Phúc qua dư luận viên Trương Huy San. Xuyên suốt những bài viết của Trương Huy San có nội dung định hướng dư luận rằng việc một số người thiếu hiểu biết vì cái tinh thần dân tộc để chống Tàu là ngu, biết mà cố tình làm là lợi dụng tinh thần chống Tàu để mị dân, che đậy tội tham nhũng, lợi ích nhóm. Cả ba người Huynh, Quang, Thăng đều bị Huy San chỉ đích danh, miệt thị, chỉ trích, dù những người này đang là ủy viên Bộ Chính trị. Dân chúng thì hả hê vì có ủy viên Bộ Chính trị bị chỉ trích. Đó là thời điểm thuận lợi nhất để Trọng Phúc ra tay. Trong những cuộc họp trung ương, đám Chính, Vượng, Phúc, Trọng áp đảo ý kiến, đưa ra những điều kiện bất lợi mà Trung Quốc sẽ áp đặt nếu như Việt Nam không xử lý nhóm Quang, Thăng, Huynh. Lần lượt từng bước một cách bài bản,
bọn Trọng Phúc cô lập được nhóm Nam Định khỏi nhân dân và Trung ương, trở thành những kẻ thù trong mắt nhân dân và những kẻ nguy hiểm trong đảng vì có đường lối không rõ ràng. Tháng 11 năm 2017, Trọng vội vã sang ý kiến Tập Cận Bình, báo cáo rằng nhóm Nam Định đã đến thời điểm phải kết liễu, xin họ Tập hạ chiếu chỉ. Tập cho người mang trà tàu ra đãi Trọng, Trọng nâng chén trà, chỉ thấy là nước trắng thường đun nóng, nâng uống nhưng trong lòng phân vân không biết nói gì. Tập cho người rót chén thứ hai cũng vậy, Trọng bụng dạ bồn chồn nhưng cũng nâng chén uống hết. Tập lại cho người rót chén thứ ba, cũng vẫn là nước trắng thường đun nóng. Trọng bỗng tỉnh ra, nâng chén trà uống với vẻ khoan khoái, cười nói rạng rỡ. Trà Trung Quốc quả là ngon hơn trà Việt Nam. Tập cười ha hạ ha hạ, đứng dậy xoa đầu Trọng khen. Thằng già này bảo được, canh ba đêm nay thì đến gặp ta nhé. Đêm ấy, Trọng không dám ngủ vì sợ quên, cứ chầu trực ra ra vào vào trước thềm điện. Đến canh ba, Tập cho người gọi vào. Bấy giờ Trọng mới được biết, Tập chưa có ý định đồng ý cho Việt Nam hợp thức nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, vì còn đắn đo việc chọn người. Đến nay thì quyết định sẽ chọn Trọng là người ấy. Tập nói rằng Phúc cũng có ý muốn làm, nhưng Phúc thái độ không rõ ràng với Thiên Triều bằng Trọng, nên sẽ để xem thêm sau này. Tập dặn Trọng khi bỏ tù thăng xong, hãy liên tục điều quang làm việc, chớ để cho nó có thời gian chữa bệnh. Nếu trong vòng 2 tháng không có thuốc cầm chừng, tính mạng của Quang sẽ chấm dứt. Trọng về sai bọn Huy San tung tin là Quang bị bệnh, cần phải thay người, nếu như Quang không xuất hiện làm việc. Quang sợ hãi, không dám chữa bệnh, gồng mình lên làm việc, khiến cho thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, chả mấy thì chết. Trần Đại Quang vốn người Ninh Bình, bố gốc ở Nam Định. Quang vóc dáng to lớn đĩnh đạc, tiếng nói sang sảng như chuông, trán cao mắt sáng tinh tường. Quang biết mình phận mỏng, nên xây chùa chiền, đi cúng lễ nhiều nơi, nhưng rút cục, Phật Pháp trời đi chăng nữa thì cũng không bằng được một lời của Thiên Tử Tập Cận Bình.